Chào các bác nha. Chắc là vừa rồi đó. Mạch nó không được chuẩn lắm. Chắc là ok đấy. Hết pin, có 17,6V thôi. Nãy cân bằng pin hết rồi, cân bằng pin xong mới đóng nhé. Cho máy hàn. Thank you.
dùng cái mũi Haco này vẫn sướng, người ta bán kiểu cũ rồi nhưng mà hàng vẫn sướng. Em có đâu ở chỗ tận dụng pin cũ bắt buộc phải có máy đo chỗ. Thật ra pin này là pin máy khoan mà, pin máy khoan đấy. Xong mà em mua về để em dùng cho ấy, cho máy hàng. Xong rồi bây giờ em không dùng cho, em nâng cấp máy hàn thì em lại dùng cho máy khoan. Đúng rồi, là em đo nó có hai xe nó bị thấp áp hơn, nhưng mà thôi kệ thôi, dùng đến khi nào mà nó kém quá thì kiểu gì nó cũng hơn cái năm xe kia của nó. Năm xe kia giờ nó nhanh hết lắm. Xem đúng cực chưa? Chắc là đúng đúng cực tính không?